ca sĩ Trường Vũ về Việt Nam đám cưới lần hai. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin ca sĩ Trường Vũ tổ chức đám cưới tại Ba Chi, Bến Tre. Trong đoạn clip được lan truyền, nam ca sĩ diện vest trắng đen, tay cầm hoa cưới sánh bước bên người bạn đời diện áo dài đỏ truyền thống. Khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ. Một bộ phận cư dân mạng bất ngờ khi Trường Vũ tổ chức đám cưới ở tuổi 61. Nhiều người xem còn hoài nghi về tính xác thực của thông tin. Một tài khoản bình luận, tôi xem cứ tưởng trường vũ đi dự đám cưới của ai chứ đọc bình luận mới biết là chú rể người xem khác hoài nghi này giống như đang quay clip chứ cưới thật sao kỳ vậy một nguồn tin xác nhận với chúng tôi việc trường vũ vừa tổ chức đám cưới ở bến tre trước đó nam ca sĩ và vợ gặp gỡ quen nhau chỉ trong vài tháng rồi tiến đến hôn nhân trường vũ và vợ cũ hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2023 sau nhiều nỗ lực hàn gắn con chung ở với vợ cũ còn nam ca sĩ bay đi bay về để thăm con và chu cấp trước đây Trường Vũ rất ít khi chia sẻ về gia đình trên truyền thông. Trong một lần nhắc đến bà xã Anh Thư, anh tiết lộ vợ là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được ngày hôm nay. Trương Vũ bày tỏ anh không muốn đưa vợ con vào showbiz để đảm bảo rằng cuộc sống của họ không bị xáo trộn. Song gần đây Trương Vũ đã cởi mở hơn, anh thoải mái đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình trên trang cá nhân. Nam danh ca có có một kênh youtube để chia sẻ về cuộc sống đời thường bên gia đình ở Mỹ. Nam danh ca lấy vợ khá muộn, vào năm 2005, khi anh đã 42 tuổi. Anh cùng vợ có hai người con một trai, một gái. Nam danh ca hải ngoại từng tâm sự, anh không muốn chia sẻ quá nhiều về vợ con vì sợ làm xáo trộn cuộc sống của họ. Tuy nhiên, Trường Vũ vẫn tâm sự chân thành rằng bà xã Anh Thư, Thư Kali là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được ngày hôm nay. Mới đây, Trường Vũ cho biết anh sẽ cùng gia đình tới Việt Nam sau 4 năm. Bên cạnh đồng hành cùng anh trong các live show âm nhạc diễn ra liên tục trong tháng 6 gia đình anh sẽ thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và thưởng thức nền ẩm thực đa dạng của quê hương nhằm có những trải nghiệm mới mẻ trong mùa hè. Trường Vũ sinh năm 1963, nổi tiếng với loạt ca khúc như Đám cưới nghèo, Nghèo mà có Tình, Không giờ rồi. Ngoài công việc đi hát, nam danh ca dành thời gian cho gia đình, chăm chút cây cối hay về Việt Nam ngồi ghế nóng một số chương trình truyền hình. Có quãng thời gian, Trường Vũ phát triển kênh YouTube, chia sẻ cuộc sống đời thường đến khán giả. Trước đó, nam ca sĩ từng kết hôn và có hai người con. Vì vậy, khi thông tin nam ca sĩ cưới vợ lần hai được lan truyền, nhiều người không khỏi bất ngờ. Sau tất cả những khó khăn trên chặng đường vượt biên tìm kiếm cuộc sống mới, anh đã sống và làm việc tại nơi đất khách quê người. Nghe những băng nhạc thu âm cũ từ quê nhà cũng chính là niềm an ủi lớn nhất trong anh. Việc nghe những giọng ca bất hữu như Chế Linh và Duy Khánh qua những băng nhạc đã ảnh hưởng không ít đến giọng hát, cũng như niềm đam mê sân khấu ca nhạc của anh sau này. Đó cũng chính là cái duyên đưa anh tới sự nghiệp ca hát thành công như hôm nay. Niềm đam mê ca hát trong anh rất lớn, nên anh đã bỏ ngang việc học phổ thông để có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Ca sĩ Trường Vũ đã bỏ dở chương trình học trung học của mình vì niềm đam mê ca hát. Tình cờ ca sĩ Trung Tử Lưu nghe được giọng hát của anh và mời anh về trung tâm Phượng Hoàng và ca giao cộng tác. Thời gian đầu công việc thu âm gặp rất nhiều khó khăn vì anh không dành và phát âm chuẩn tiếng Việt. Danh ca đã từng chia sẻ rằng anh chỉ nghe và hiểu được những từ ngữ đơn giản. Nhưng cô bạn gái tên Anh Thư của anh đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc thu âm và học tiếng Việt. Ngoài ra nhạc sĩ Duy Khánh cũng đã hướng dẫn và giảng dạy cho anh rất nhiều về nhạc lý cũng như phát âm. Ca sĩ Chế Linh không chỉ là người ảnh hưởng đến niềm đam mê ca hát của anh, mà sau này còn là người thầy giảng dạy và hướng dẫn anh trong việc luyến lấy và giữ hơi khi hát. Cũng nhờ vậy mà sau này Trường Vũ được xem là gọng ca thay thế cho Chế Linh. Người đã gieo cho khán giả không ít những sầu nhớ qua nhiều tác phẩm âm nhạc. Là một ca sĩ hải ngoại, anh chủ yếu hoạt động nghệ thuật tại bang Los Angeles, Mỹ. Mãi đến năm 2006, nam ca sĩ được cấp phép biểu diễn trên quê hương Việt Nam. Nhưng đến tháng 7 năm 2010, anh mới lần đầu trở về Việt Nam, sau thời gian định cư tại nước ngoài để tham gia biểu diễn trong một chương trình từ thiện lớn. Từ năm 2016 trở đi, anh bắt đầu thường xuyên về lưu diễn tại Việt Nam. Sự nghiệp của anh không quá ồn ào, Bon Chen. Anh không tổ chức các show diễn, anh hát vì niềm đam mê của mình. Ngoài ra, anh cũng chỉ nhận lời làm giám khảo cho một số chương trình truyền hình, lưu diễn tại một số thành phố lớn. Giọng ca hải ngoại Trường Vũ luôn được đông đảo khán yêu mến. Anh được đánh giá là giọng ca đặc biệt trong dòng nhạc trữ tình, quê hương. Được xem là giọng hát tiếp nối đời sau những giọng ca chế linh, tuấn vũ. Ngoài việc cộng tác với trung tâm ca giao, Phượng Hoàng, nơi đã dắt lối anh tiếp bước thành công trong sự nghiệp ca hát. Trường Vũ còn cộng tác với nhiều trung tâm khác như Trung tâm Asia, Trung tâm Vân Sơn, Trung tâm Thúy Nga và xuất hiện trên nhiều băng nhạc, CD, DVD của các trung tâm này. Đặc biệt là ca khúc chữ tình nhớ người yêu. Một ca khúc đình đám của Chế Linh đã được Trường Vũ làm sống lại. Và ca khúc này cũng góp phần không nhỏ trong việc làm nên tên tuổi của anh. Nhớ người yêu Megapixel 3 hay bản liên khúc nhớ người yêu song ca cùng với Chế Linh là những bản nhạc được nghe nhiều và tìm kiếm nhiều nhất của nam danh ca cho đến nay ca khúc này vẫn để lại rất nhiều dư âm trong lòng khán giả. Không chỉ có vậy mà bản karaoke của ca khúc này cũng thu hút không ít lượt tải về, cũng như lượt hát của khán giả yêu âm nhạc ở nhiều độ tuổi khác nhau. Đời tư của ca sĩ Trường Vũ Vốn được sinh ra ở một vùng đất nổi danh với những tay chơi và công tử nhà giàu, nhưng gia đình anh lại là một gia đình đông con và sống ở một ấp nghèo. Vì vậy mà cuộc sống của gia đình anh cũng rất khó khăn. Sau quá trình vượt biên và định cư ở nước ngoài anh đã nỗ lực phấn đấu và học hỏi rất nhiều để có được sự thành công và tên tuổi như ngày hôm nay. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bực bội ra mặt với đạo diễn. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho biết anh vất vả với phân cảnh bị đánh liên tục, có lúc mất đến 4 đến 5 tiếng ghi hình. Trong bộ phim ra dạp dịp 2 tháng 9, nam diễn viên đóng vai người đàn ông làm nghề đạo tỳ, một mình nuôi con trai, Tuấn Trần Đóng. Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh trở lại với dự án làm giàu với ma. Trong phim, nam nghệ sĩ đóng vai người đàn ông kiếm sống bằng nghề đạo tỳ tên đạo. Ông đạo có người con trai cờ bạc tên Lanh, Tuấn Trần. Ngoài những cảnh hài, làm giàu với ma tập trung khai thác câu chuyện tình cha con giữa ông đạo và Lanh, những vất vả của nghề đạo tỳ Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cho biết anh có nhiều kinh nghiệm khi vào vai ông đạo. Từ 14 tuổi, tôi đã phụ người ta đi khâm liệm khi nhận vai tôi dành nhiều thời gian để trao đổi với đạo diễn nhà sản xuất để làm tròn vai tôi và trung lùn làm việc với nhau nhiều năm nên đây là lợi thế nghệ sĩ ưu tú hoài linh nói nam nghệ sĩ nói có những phân đoạn khó không thoại buộc anh tập trung diễn bằng cơ mặt ánh mắt đạo diễn trung lùn cầu toàn nhiều lúc khiến nam nghệ sĩ bực ra mặt tôi phải làm đi làm lại nhiều lần gồng mình để không bị đạo diễn la tôi hiểu đạo diễn phải làm vậy để gửi đến khán giả những thước phim hay nghệ sĩ hoài linh nói thêm chia sẻ về tựa đề phim nghệ sĩ hoài linh nói nhiều người thắc mắc cái tên làm giàu với ma tại sao gắn ma quỷ với cụm từ làm giàu lợi ý của phim là có làm mới có ăn nhân vật phải tự thân vận động lành muốn cha mình không còn cực khổ nữa bằng cách làm giàu tôi mong khán giả sau khi xem phim nhất là người trẻ hãy quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn nam nghệ sĩ nói nghệ sĩ ưu tú hoài linh nói ông đạo là vai diễn mà nam nghệ sĩ bị đánh đập nhiều nhất khi xem phim khoảnh khắc diễn ra năm đến bảy giây thực tế cảnh quay có thể lên đến bốn đến năm tiếng tôi chấp nhận điều đó để có phân đoạn phim hay gửi khán giả. Có một đoạn tôi bị hành hạ, nhưng cảm thấy hài lòng là phải cộng Tuấn Trần. Tuấn Trần sợ đè tôi nặng, nhưng tôi thấy như sẵn gần cốt, nam nghệ sĩ nói thêm. Làm giàu với ma ra mắt ngày 30 tháng 8, phim có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Lê Giang, Quang Minh, Hoàng Phi, Lạc Thành. Già dạp dịp 2 tháng 9, phim cạnh tranh cùng hai muối, đạo diễn Vũ Thành Vinh do Quyền Linh đóng chính trước đó đạo diễn trung lùn nói anh cân nhắc khi chọn nghệ sĩ ưu tú hoài linh đóng chính trong làm giàu bế ma nhân vật ông đạo phải diễn được bi và hài nghệ sĩ ưu tú hoài linh là lựa chọn phù hợp nhất khi tôi ngỏ lời anh đắn đo nhiều nhưng vẫn đồng ý vì muốn giúp tôi ở bộ phim đầu tay trung lùn nói thời gian qua nghệ sĩ ưu tú hoài linh gần như ở ẩn sau loạt ồn ào đạo diễn trung lùn nói anh mời nam nghệ sĩ vì độ hợp vai yếu tố chuyên môn và không lo ngại bộ phim bị ảnh hưởng khi mời hoài linh